Xét nghiệm nước ối á, là cái xét nghiệm như vậy, khi mà mình đã làm xét nghiệm nếp, nó định hướng là có khả năng nó gọi là sai lệch về nhiễm sắc phải, thì á, là có mổ đầu siêu âm, người ta siêu âm sau đó có một cây kim ha, thì theo cái hướng dẫn của siêu âm á thì ta sẽ né em bé, né bánh nhau và như vậy chỉ rút cái nước ối của em thôi. Chính xác của nó là xét nghiệm nước ối, nó giống như là rút máu vậy em thôi, nhưng mà do cái từ Việt Nam mình dịch ra là đầu là chọc mà đâm thì nó không phải, thì nó làm nhẹ nhàng thôi à ha, chỉ là có cái đầu siêu âm để mình định hướng, mình nhìn thấy rõ cây kim luôn, rồi cây kim mình đưa vô giống như mình rút máu vậy đó ha, nhưng mà cái này bằng dưới siêu âm nó còn an toàn hơn rút máu nữa ha. Cái tỷ lệ mà mình thấy rằng là sảy thai rồi nhiễm trùng ở tỷ lệ nó thấp, nó không cao ha, do đó làm cái xét nghiệm ối thì mình mới biết được rằng là cái này là tế bào ha, mà định hướng của xét nghiệm nếp á nó bị gọi lệch á là do của bánh nhau hay của em bé. Xét nghiệm nếp nó không khẳng định, mà xét nghiệm nếp nó chỉ định hướng thôi, đó là tại sao mình làm xét nghiệm ha. Rồi thì như này không có kết nghiệm kết quả xét nghiệm nước ối á thì mình mới biết được ha. Do đó là bây giờ hiện tại bây giờ em là 11 12 tuần, mình giữ thai tiếp cho tới 16 17 tuần mà làm xét nghiệm nước ối.